Hôm nay Campuchia rồi. Hôm nay Campuchia rồi. Nhà sư là nhà tu, mình muốn hòa bình để không có hòa bình thì làm cái gì chiến tranh. Sư không, không có chiến tranh. Nhà tu là không có, nhà tu là lúc nào không phải vô là có không có chiến tranh. Mình không có làm chiến tranh. Phải tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà bọn Việt Nam không có tôn trọng Khmer. Nhà sư là lúc nào mình cũng phải là tôn trọng lẫn nhau. Để là sư cuộc hòa bình để sư tôn trọng hạnh phúc cho nhân dân. Sư tôn trọng nhưng mà dân sư bọn Việt Nam không được tôn trọng với nhà Phật rồi. Nhà Phật là phải là coi như tu hành là phải chân chính. Biết, sư biết. Đây là quyền đạo lý của sư. Sư biết. Nhưng mà bọn mà Việt Nam nói là chuyện hơi nặng là luôn. Sư bọn Việt Nam đang làm gì ở trên đất nước Campuchia? Bọn Việt Nam đang làm gì ở trên đất nước Campuchia? Còn 21 tỉnh Việt Nam. Rồi sao Việt Nam là cứu dân Campuchia sao? Chú cứu ai? Do giết dân dân Campuchia. Việt Nam cứu dân Campuchia sao chứ? Việt Nam sư sư không nói. Thái dù anh chọn rung tông không có Việt Nam được Campuchia. Rung tông Campuchia chọn Campuchia gì? Sao mày âm phương mặt ra? Cái lúc đó sư sư không nghe. Cái gì? Rồi. Thì cô Nam bắt ơi bắt. Bà là bọn dọa đầy dương ấy. Bọn xong con dọa đầy dương ấy. Đấy bọn dọa đầy dương ấy. Để con gì đây con? Để con mới dọa kẹt ra. Dương xong chun clip video nâng xa qua đường này. Tôi hỏi nắp đất nón chiếc nâng ổn ra chiếc bản đường xa. Hãy chuẩn kê uất án kê tháng, kê chỗ rộng đọc và thề chiếc, kê chỗ chuối ôi xong khổ chiếc, chuối ôi và chiếc bà rắc mẹ dân ruột ổng phí rộng đọc mỏ rộng nằm phê ngay bươn mạc ra. Vân tế vì mình mến chiếc, chuẩn chỗ xong khổ, chuẩn chỗ bầm bà rắc tiếc mẹ đấy, cứ chuẩn chỗ thêm biên nâng xâm lạc mẹ chiếc bì liền nạc, nô xâm mây. ແລະក៏ហមឆ្នាំ7មករានេះឯងហេតុដូច្នេះយួនមិនមែនគុណបំណាច់មិនមានសុខគុណអ្វីសម្រាប់ម៉ែទេសូមឲ្យខ្មែរគោរពឡើងទាំងអស់គ្នារួមដៃគ្នាជាទ្រង់មួយដេញយួនចេញពីស្រុកហើយប្តឹងដល់អង្គការ ICJ ដែលជាតុលាការយុតិធម៌ថាយួនកំពុងតែបានរំលោភនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស21ខែតុលាឆ្នាំ1961ដែលកំពុងតែរំលោភបំពានដែនបូរណភាពទឹកដីខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលនេះឯងខ្ញុំប្រាប់ពោលយ៉